Xin kính chào các bác. Em dạo này là em đang có bận một chút việc cho nên là cũng không có thời gian nhiều để giới thiệu đến các bác những cái sản phẩm mới của shop. Dạo này là em bận đóng hàng gửi cho các anh em cũng rất là khá là bận. Hôm nay em có dịp có thời gian để em giới thiệu đến các bác một số những sản phẩm mới về của shop. Trước mặt các bác đây là cặp loa Tannoy Sterling TV kép. Cặp này là đời thứ 3 của model Sterling chân zin. Loa đồng trục 35 cm, gân cao su zin, màng giấy và loa tổng thể còn rất là đẹp, thủ vách vuông vắn. Và đây là cái phần chỉnh cái giải chép, nó sẽ vặn ra chỉnh khi các bác muốn nghe nhiều hoặc là muốn giảm cái chép đi, vặn ra, muốn nghe nhiều thì tăng lên cộng 3, muốn nghe ít thì giảm tùy các mức của mình muốn nghe. Bình thường để mặc định là để cân bằng để ở giữa. Nó rất đẹp. Đây là phần sau của loa. Loa đầy mới cho nên là nó được trang bị cọc loa bắp chuối cắm rút rất là thuận tiện. Hàng về từ Nhật, có thêm tách. Mà cặp loa cũng khá là lâu và đến thời điểm bây giờ thì vẫn được chọn là rất là còn rất là đẹp. Và tiếp sau này em sẽ làm một clip để test về chất âm. Bây giờ em giới thiệu sơ qua với các bác như thế đã. Và xin chào các bác. Xin mời các bác là vào theo dõi kênh YouTube của em hoặc là vào trang web bahungaudio.com để được cập nhật những cái sản phẩm mới nhất của shop. Bởi vì là em cũng ít thời gian nên là cũng không có thể quay nhiều cái clip lên được. Còn các bác cứ vào trực tiếp cái trang web của shop ấy, thì sẽ được cập nhật đầy đủ nhất. Một là các bác vào trang web bahungaudio.com, hai là vào shop tại diễn đàn VNAV của shop Ba Hùng, ba là shop tại phố mua bán, một trong những cái diễn đàn VNAV, là một trong những diễn đàn audio là có tiếng, và thứ hai là có sự đảm bảo lớn nhất ở Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Thì các bác vào đó thì tất cả những sản phẩm em sẽ đưa lên đó, và những cái sản phẩm lên đó thì đều là các bác an tâm là khi mua là sẽ được đảm bảo rất tốt. Về những cái shop trên đấy được mở trên VNAV thì không phải là nhiều và không phải là ai cũng được mở trên đấy. Shop Bá Hùng của em là một trong những shop đã được mở trên diễn đàn VNAV, một diễn đàn nghe nhìn lớn nhất của Việt Nam. Và em có rất nhiều hàng nguyên thùng shop mới, gọi là trên 90%, mặc dù là cũng JBL Tannoy. Mời các bác ghé tham bộ ủng hộ. Đây JBL nhà em đây. Đây là một góc loa JBL các loại. Bên đây là loa cây Ditton 15 MW Amly CD. Và rất nhiều loại mới về. Em cũng chưa có thời gian để cập nhật hết được. Nên là xin kính mời các bác vào trang web hoặc là gọi điện trực tiếp cho em Bá Hùng, số điện thoại 0978 263 263, để được cập nhật được những cái sản phẩm mới nhất của shop chất lượng tốt. Mình xin kính chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở trong những clip mà em test cặp Tannoy này.